Dương Anh xin chào tất cả mọi người. Để trồng được một cái cây hoa cúc đẹp thì chúng ta cần rất nhiều yếu tố, và cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là cái yếu tố sâu bệnh. Thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp thôi, nếu như ít không ít thì nhiều thì chúng ta sẽ gặp. Ngày hôm nay Dương Anh sẽ chỉ cho mọi người các cái sâu bệnh trên hoa cúc nhé. Cái nhóm sâu bệnh đầu tiên mà Dương Anh muốn chỉ cho mọi người đó là cái con bọ, các cái con bọ chích hút. Thì ở đây Dương Anh sẽ có một cái cây nó bị một cái con bọ, nó giống như con bọ trĩ, nó rất là mờ nằm ở phía dưới mặt lá. Cái biểu hiện nó, cái lá của chúng ta nó sẽ bạc này, nó sẽ có những cái phần nó bạc hết phần diệp lục này đi này. Lá đây là lá này bị nặng, còn những lá bị nhẹ hơn thì nó có thể chấm 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 như này. Mọi người để ý là chúng ta sẽ thấy và chúng ta xử lý nó sớm càng tốt. Và nó đặc biệt nó trú ẩn ở phía dưới mặt lá, cho nên là khi chúng ta phun những cái dung dịch để phòng trừ nó thì chúng ta sẽ phun từ mặt dưới phun lên, nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn nhiều so với việc phun từ trên xuống. Đây chính là cái con bọ đó, nó rất là mờ và một cái mặt lá này có, thường nó sẽ có khoảng vài con thôi, nhưng mà nó khi nó ăn thì nó sẽ cắn sâu bệnh, cắn cho cái lá của chúng ta nó mất hết phần diệp lục, khiến cho cái cây nó không quang hợp được. Đây chính là cái con bọ đó, nó mờ và rất là bé. Đối với cái con bọ này thì chúng ta sẽ phun cái dầu neem, hoặc là với Dương Anh hướng dẫn mọi người cái cách để xử lý sâu bệnh an toàn nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng cái con, đây nó đang bò nhé, sử dụng cái tinh dầu neem hoặc là cái dung dịch rượu tỏi ớt thì phun đều đặn thường xuyên thì nó cũng sẽ hiệu quả. Cái dung dịch rượu tỏi ớt thì tới đây Dương Anh sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách ngâm ủ đúng. Còn nếu như chúng ta ngâm như kia thì nó rất là dễ là bị thối. Thứ thối là một, thứ hai là nó không đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Đấy nhá mọi người nhá. Cái đây là cái con đầu tiên. Cái con bọ chích hút thứ hai mà chúng ta thường hay gặp nhé, đó là cái con giống như con rầy nâu. Nó gần giống dạng nhện ấy. Nhìn trông nó rất là kinh. Đây nó đây, chính là nó. Đây, anh sẽ bắt con này lên để cho mọi người thấy rõ hơn này. Đây. Đây chính là cái con bọ này. Con này nó thường xuất hiện ở cái ngọn non và nó cắn, tuy nó không làm chết cây nhưng mà nó khiến cho cái cây của chúng ta nó tịt lại, nó không phát triển được ấy. Đặc biệt là cái mầm non nó không tài nào nó đẩy được ra. Thì con này nó cũng rất là nguy hiểm. Khi mà nó tấn công cái cây của chúng ta, nó sẽ bỏ bu ở một cái mật độ rất là dày đặc ở ngọn non. Đây, những cái cây này của Dương Anh đang bị. Đấy, mọi người có thể thấy. Đấy nhá. Thì đối với con này thì chúng ta cũng sẽ phun ở một cái nồng độ nó đậm đặc hơn thì chúng ta sẽ diệt được nó. Cái con này nó đặc biệt, nó rất hay xuất hiện ở các cái loại cúc cổ của chúng ta. Các cái loại cúc mới thì như đại đoá các thứ là không thường xuyên gặp, nhưng mà các loại cúc cổ như cổ trái, cổ sơn la là rất là dễ gặp nó. Có hai cái loại bọ chích hút nữa mà chúng ta cũng thường xuyên gặp, tuy nhiên ở vườn Dương Anh hiện tại thì nó không có. Đó là cái con rầy xanh và cái con diệp sáp. Diệp sáp đấy, thì cái con đó thì mọi người xem cái ảnh đây là chúng ta sẽ hình dung ra được cái con đó. Và nếu như gặp thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ đầu để tránh lây lan rộng ra, nó sẽ hại cái cây của chúng ta, khiến cho nó xấu cái cây. Một cái loại bệnh nữa thì cái này nó thuộc nhóm nấm, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải, và đặc biệt là các cái mùa mưa ẩm thì nấm lá trên hoa cúc là một cái bệnh hại mà khiến cho cái cây của chúng ta nó khá là yếu. Để xử lý cái nấm hại này thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp như sau. Một là phun phòng cái nano bạc, là cái phương pháp nano bạc đồng, đó là những cái phương pháp mà khá là hiệu quả và được khá an toàn cho người sử dụng. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sử dụng những cái loại nấm lợi khuẩn để chúng ta kìm cái hạ sự phát triển của nấm hại khuẩn xuống. Đồng thời chúng ta phải dọn dẹp các cái môi trường xung quanh, ví dụ như cái môi trường gốc này, chúng ta cũng phải dọn dẹp những cái lá khô lá già như này, tránh cái tình trạng để nó phát triển nó nhiều quá, nó sẽ gây ra bùng nổ cái bệnh này, khiến cho cái cây của chúng ta nó sẽ gặp rơi vào cái tình trạng bệnh nặng quá,
khó điều trị hoặc là điều trị nó rất là mất thời gian và nó không hiệu quả nữa. Và vừa rồi thì Dương Anh có chia sẻ với mọi người những cái bệnh thường gặp ở trên cây hoa cúc và hy vọng mọi người sẽ có được cái vốn kiến thức để chúng ta làm sao phòng trừ sâu bệnh để giữ được cho cái cây của chúng ta luôn luôn ở trạng thái tươi đẹp nhất. Và Dương Anh xin chúc mọi người cũng thành công.